như bao mọi người thôi. Nhưng mà đến lò thi thi học này học kia, học một ngày nói chung là học tầm 8 tiếng đến 10 tiếng gì đấy. Thì đấy là có sự áp lực rất rất lớn trong việc học, áp lực từ chính mình, áp lực gia đình và từ xã hội. Vất vả vì mình học khối A, tuy nhiên thì thời gian mình chơi vẫn nhiều hơn thời gian mình học. Lúc nào cũng là kỷ niệm thôi, vì là khi mà lên lớp thì được gặp các bạn, nói chuyện với các bạn. Những cái thời gian mà rảnh như là được ra chơi thì được relax với các bạn rất là nhiều. Được học cấp 3 là vui rồi chị, kiểu có bạn bè là vui. Nếu là chủ lại nhà mình đầy đồ ăn thì mình vui. Cũng một thời gian khó khăn, mùa hè oi bức thế này. Lúc đấy em vừa bị người yêu đá xong, tập cuộc học của em nó cũng nó tăng lên nhiều. Ngày thực sự mong lung giữa cuộc đời và cuộc đời đã đưa mình tới học Vĩnh Hằng, và mình cảm thấy là Vĩnh Hằng ở đây rất là, và cuộc quyết định hiện tại là đêm sáng rất là với mình. Thực ra lúc đấy thì ước mơ lớn nhất của em là thi đỗ vào trường mình đã đăng ký nguyện vọng thôi. Đấy ước mơ lớn nhất hiện tại của em. Tinh thần được thoải mái và làm bài tốt nhất. Cố gắng học tập và ôn luyện một cách hết sức, và đừng để lãng phí cái thời gian của mình, bởi vì kỳ thi tốt đẹp chỉ đến một lần. Khi mà bạn cố gắng đạt được một gì đó thì nó sẽ xứng đáng những gì mà mình đã chọn. Đừng đi lên, cố lên. Cánh cửa của đại học đang chờ các em bước vào.